ông nhầm rẽ xâm rạch bản tế tố, chôn chọc cháu khư xâm phốn, đã bản tình kỳ ông mùi chí vật. Đại bí chá rà nà, tư lư ca bản tế tố, đã bản tình kỳ ông mùi chí vật, chôn phô quát nơi khăn tâm rướng, xôn xôn phí xa xôn mùi. Ông nhầm rẽ, tâm rạch rùm một chô khní, nơi ca bản tế tố tiền phí, tư chí ca bản tế tố, đã bản tình kỳ ông mùi chí vật, tài mùi. Tội ác bị trừng phạt, công lý được thực thi. Đó là những cách gọi khác nhau về bản án dành cho hai tên đầu sỏ của chế độ Khmer Đỏ. Nhưng với nhiều người, có vẻ lời tuyên án này là muộn màng. Và vẫn còn những tên tội phạm chưa bị trừng trị. Thực tế thì đã từng có một phiên tòa được mở vào năm 1979. Khi đó, lần đầu tiên tội ác Khmer Đỏ đã bị vạch trần. Nhưng chưa có kẻ cầm đầu nào phải đứng trước vảnh máu ngựa cho tới năm 2011. Suốt thời gian qua, không người dân Campuchia nào có thể quên được những ngày tháng đen tối nhất dưới chế độ Khmer Đỏ. Một chế độ với những trại tập trung hà khắc, đàn áp, bạo lực và giết chóc. Những hình ảnh này cho thấy cách mà Khmer Đỏ đối xử với dân tộc mình. Hơn 2 triệu người Campuchia đã bị giết theo những cách thức như ở thời Trung Cổ. Cái chết có mặt ở khắp nơi. Nhưng thứ còn đáng sợ hơn, đó là sự ám ảnh. Một thế hệ người Campuchia đã phải tìm cách vượt qua nỗi sợ hãi để tiếp tục sống. Khmer Đỏ còn muốn đẩy sự sợ hãi đó vượt ra khỏi biên giới Campuchia bằng cách thực hiện các cuộc thảm sát ở các vùng biên giới, giết chết và thủ tiêu gần 3 vạn dân thường Việt Nam. Chính hành động này đã châm ngòi trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Một cuộc chiến mà những người lính đã bắt buộc phải cầm súng trong suốt 10 năm với bao máu xương đổ xuống cho một đường biên giới hòa bình. Trường trung học Ponyayat được biết đến nhiều hơn với cái tên Tu Slang. Giờ đây đã là một bảo tàng lịch sử. Người Campuchia muốn nơi này sẽ tiếp tục mang sứ mệnh giáo dục để mỗi du khách tới đây đều có thể trở thành một sứ giả hòa bình bằng cách phơi bày tội ác của Khmer Đỏ. Lớp học bị biến thành nhà tù đã giam cầm hơn 17.000 người. Họ hầu hết đã bị giết hại. Phía sau mỗi bức ảnh này đều mang một câu chuyện về tội ác. Tại các phiên xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ, người ta đã cho trình chiếu những thước phim này làm bằng chứng cho các cáo buộc giết người và giết người hàng loạt. Có lẽ khó có ai tưởng tượng nổi sự man rợ của các trò tra tấn, hành hạ mà những nạn nhân ở Tu Slang đã phải chịu đựng. Ngay cả với những nhà báo đã thực hiện việc bấm máy ghi hình. Bốn mươi năm sau, những nỗi dây dứt từ Tu Slang vẫn đeo bám nhà quay phim Hồ Văn Tơ. Dù bây giờ ông đã vui thú điền viên giữa một miền quê thanh bình ở tỉnh Vĩnh Long của Việt Nam. Mình vô mình thấy người đó xình lên rồi, là thấy cái đầu nát bên này, mà để gần đó là cái cuốc, thì mình biết là đấy là cái phương tiện để nó giết người. Nhưng mà khủng khiếp nhất là cái chân, hai cái chân đều cầm xuống cái thành giường hết. Cái rùng rợn quá, nhiều khi xúc động, quay mà nước mắt chảy, xúc động lắm. Mình không hiểu là ở cái thế kỷ cuối thế kỷ thứ 20 rồi mà sao một dân tộc mà nó giết nhau như thế. Cùng thời điểm đó, nhà báo Đinh Phong cũng có mặt ở Phnom Penh. Liên tục, những thước phim của ông được gửi về để công chiếu rộng rãi cho cả các hãng thông tấn quốc tế.
Nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì đã diễn ra. Không tưởng tượng được cái thằng công an của Pol Pot á, tôi còn nhớ nó tên thằng Siêu Sầm Mon, thằng ấy dân tố cáo là nó giết 3.000 người. Tôi hỏi nó tại sao mà giết thì nhiều người, nó bảo người ta nói thêm có độ 1.000 thôi, chứ không phải 3.000. 2009 tôi sang Campuchia đấy, tòa án nó yêu cầu tôi kể lại, tôi kể mà tôi còn rùng rợn. Những đứa trẻ này được bộ đội Việt Nam cứu khỏi nhà tù Tuslang. Chỉ có 12 nạn nhân thoát khỏi bàn tay tử thần trong tổng số 17.000 người bị giam cầm. Hơn 2,2 triệu người đã không có được may mắn này, khi mà những trại tập trung, những nhà tù hà khắc có mặt ở khắp mọi nơi. Không phải chỗ đó không, mà nhiều chỗ khác nó cũng vậy. Nó cũng rùng rợn như vậy. Tại vì sau này mình nghe chuyện nó đập đầu nít rồi vô gốc dừa rồi liền xuống ao. Những chuyện như vậy á, mình mới thấy rằng nó quá đổi. Trẻ con mà. Mình đâu có thể ngờ rằng đồng loại của nó mà nó tàn bạo như thế. Mà suốt như vậy là tôi ở đến mấy tháng ở Campuchia đó, thì ngoài cái chỗ Tuslang ra thì tôi còn đi đến các cánh đồng mà còn toàn sọ người không. Những cánh đồng chết, những thành phố ma, một đất nước bị bao phủ bởi cảnh hoang tàn, và một dân tộc không biết đi về đâu dưới một chế độ tàn ác. Thực tế thì ngay từ khi lên cầm quyền, Pol Pot đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Ở tỉnh An Giang, những tờ truyền đơn xuyên tạc đã bị thu giữ ngay từ những năm đầu 1975. Và phía bên kia biên giới, ù pháo cũng đã được đáp lên. Có vẻ như ngay từ thời điểm đó, họng pháo đã sẵn sàng khai hỏa. Trong lúc đó, những cuộc tập kích lén lút của Khmer Đỏ đã tàn phá những thôn làng bình yên khắp 10 tỉnh thành vùng biên. Từ sau khi thống nhất đất nước, nhân dân miền Nam mới lại có một cuộc di tản lớn như vậy. Ước tính có khoảng 30.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa của mình để tránh những cuộc tàn sát như ở cửa khẩu Sa Mát của tỉnh Tây Ninh. Lúc 3 giờ ngày 24 tháng 9 năm 1977, chỉ huy ra lệnh cho tôi và tất cả đơn vị sang chém giết anh em Việt Nam không cần biết già trẻ. Ngày 24 xuống tới Sa Mát đốt nhà dân Việt Nam. Riêng tôi đốt hết 3 cái. Nhưng không phải ai cũng đã kịp thoát thân. Gần 600 người dân vô tội đã chết trong cuộc tấn công ngày 24 tháng 9 năm 1977 của quân Khmer Đỏ. Trong đó có cả cuộc hành quyết tập thể 11 giáo viên trường tiểu học Tân Lộc. Nhưng đó vẫn chưa phải là cuộc thảm sát kinh hoàng nhất. Cách Sa Mát gần 400 cây số, ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, rất nhiều em nhỏ đã bị giết hại. Chỉ sau một đêm, nhiều đứa trẻ bỗng trở thành cùi cút. Thực tế thì những vụ xâm phạm lãnh thổ của quân Khmer Đỏ đã liên tục xảy ra trong 4 năm, từ năm 1975 đến 1978. Từ phía Việt Nam, đã có một sự kiềm chế trên mặt trận ngoại giao. Sau tất cả những hành vi gây hấn, thông điệp gửi sang phía bên kia vẫn là mong muốn đối thoại, giải quyết vấn đề trên tinh thần hữu nghị. Nhưng sẽ không thể có hòa bình khi mà thiện chí chỉ tới từ một phía. Chiến tranh đã phải nổ ra. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, 10 sư đoàn quân Khmer Đỏ với khoảng gần 60 vạn quân xâm lược toàn tuyến biên giới từ Kon Tum tới Kiên Giang. Cuộc phản công của 80 vạn quân Việt Nam đã diễn ra 10 ngày sau đó. Đại tá Nguyễn Văn Hồng, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 309, người đã có gần 10 năm trực tiếp chỉ huy chiến đấu ở Campuchia, gọi đây là hành động buộc phải thực hiện. Chúng ta mới thoát khỏi cuộc chiến tranh giải phóng, rất cần hòa bình. Họ là
quay súng trở lại bắn giết nhân dân ta. Đấy. Rồi xâm phạm chủ quyền biên giới lãnh thổ của ta. Thì bây giờ đứng trước tình hình như vậy thì người lính chúng tôi, nhân dân Việt Nam phải buộc phải cầm súng để gọi là tự vệ và để mà bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Quân đội chúng ta thì quán triệt cái tư tưởng của Bác Hồ, tức là giúp bạn cũng như giúp mình. Nếu bạn mạnh lên thì Việt Nam cũng mạnh lên. Chính vì thế cho nên quân đội đã quán triệt được tư tưởng của Bác Hồ như vậy, cho nên là ta làm hết mình. Cuộc phản công của quân đội nhân dân Việt Nam đã không gặp phải sự kháng cự quá lớn. Chỉ mất 2 tuần, tức là ngày 7 tháng 1 năm 1979, thủ đô Phnom Penh đã được giải phóng. Quân địch bỏ chạy, nhưng cuộc chiến đã chưa dừng lại. Ngay từ thời điểm theo đoàn quân đặt chân tới Phnom Penh, Trung tướng Lê Nam Phong đã biết rằng còn rất nhiều khó khăn trước mặt. Giải phóng Phnom Penh khi ông Phạm Văn Đồng sang thăm và có nói nhiệm vụ phải tiếp tục vì kẻ thù có nhiều âm mưu thâm độc, tức là cuộc chiến tranh mới bước đầu cho bạn đó. Còn bao nhiêu việc ngổn ngang, xây dựng lực lượng quân đội, xây dựng cái bộ máy lãnh đạo, rồi đi tập luyện cho bạn. Khi nhân dân Campuchia đã đứng lên và họ thành lập cái mặt trận cứu nước Campuchia và họ yêu cầu quân đội Việt Nam là giúp đỡ, thì lúc đó chúng ta lại chuyển sang là cái giai đoạn làm nhiệm vụ quốc tế để mà giúp nhân dân Campuchia, giúp những người cách mạng chấn chỉnh Campuchia xây dựng lại chính quyền. Từ ngày 7 tháng 1 năm 1979, người Campuchia gọi những người lính vừa giúp họ giải phóng Phnom Penh là quân tình nguyện. Và dù toàn quân Khmer Đỏ đã bỏ chạy khỏi thủ đô, họ vẫn phải chắc tay súng. Đây là những thanh niên Hà Nội sẽ lên đường làm tình nguyện quân trên chiến trường Campuchia. Ông Xuân Tùng, một trong số những người trong ảnh, không nghĩ rằng chiến tranh đã rình rập ở biên giới Tây Nam vào cuối năm 1978, ngay trước thời điểm vào lính. Mới có một cuộc chiến tranh liên miên như thế mà kéo dài hàng chục năm như thế. Hà Nội thì vừa mới đốt pháo, tôi nghĩ là giống như cái ngày 30 tháng 4 ấy, đốt pháo trên Hồ Hoàn Kiếm. Khói pháo bay có như là tôi hôm ấy cũng ra còn trắng mờ cả hồ đấy. Thì cái cảm giác nguyên vẹn, cảm giác thống nhất đất nước ấy, cảm giác hòa bình ấy, nó còn nguyên vẹn. Hà Nội, thậm chí chắc là trong Sài Gòn nữa, cũng tất cả đều đang nghĩ là ở trong đất nước đang trong tình trạng hòa bình. Đời quân ngũ của chàng thanh niên Hà Nội Xuân Tùng bắt đầu từ tháng 8 năm 1978. 3 tháng sau đó, cuộc đời của người lính trẻ đã rẽ sang một hướng khác khi đoàn tàu chuyển quân lăn bánh vào Nam. Khoảnh khắc đó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ. Con tàu nó đi và con tàu đời tôi cũng bắt đầu chuyển bánh sang một cái hướng khác, mà cái hướng đấy thực sự là không thể ngờ được. Một tân binh Hà Nội khác là ông Lê Thái Thọ đã bắt đầu cuộc hành quân vào Nam của mình trước đó 3 tháng. Cũng như ông Tùng, một thanh niên vừa rời ghế nhà trường vào lính như ông Thọ, chưa biết chính xác cuộc hành quân của mình bao giờ thì tới đích. Hình thái chiến tranh nó như thế nào thì người lính chúng tôi cũng biết được. Tôi chỉ biết là phải ra trên biên giới và chiến đấu bảo vệ cái giải biên giới đó. Và chúng tôi không biết được ngày về. Đây là con đường chiến đấu của những người lính ở tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9 trên đất nước Campuchia. Cuộc hành quân qua gần 5.000 cây số. Trong hơn 4 năm, chưa từng có khi nào người lính Việt Nam lại hành quân xa như thế ở bên ngoài đất mẹ. Trước một chuyến đi xa, đã có những dự cảm, những dặn dò, thậm chí là những lời hứa được dành cho nhau. Tôi và Long và Minh, trong cái chuyến mà đi về Hà Nội để chào từ biệt gia đình, thì 5 giờ chiều chúng tôi đã lên tới cái bãi cỏ trước cổng Ban Chỉ huy Trung đoàn 36. Thì tôi vẫn nhớ, thì Minh, Quang Minh có nói rằng là tao cảm giác chuyến đi này lành thì ít, dữ thì nhiều. Cho nên, chúng mày hãy lấy sổ ra, ghi địa chỉ của gia đình, của người thân vào
và hãy hứa với nhau rằng nếu đứa nào còn sống thì phải có nhiệm vụ ghi nhớ phần mộ, báo cho gia đình để gia đình biết mà vào thăm. Mà có những dự cảm đã đúng, không phải ai cũng vượt qua được bom đạn ở chiến trường Điện Biên. Phía sau những người lính băng mình lên phía trước vẫn có những chiếc xe hồng thập tự chở tử sĩ đi ngược về quê nhà, nhưng còn rất nhiều người vẫn đang phải nằm lại. Ngay một trung đoàn thôi, cái trung đoàn 31 của tôi á, mỗi một ngày là phải loài khỏi vòng chiến đấu trên dưới 10 đồng chí. Mà gần 2 tháng chốt giữ trong mùa mưa như vậy thì đó là một cái giá quá đắt, giá quá lớn. Nói chung là khắp cái nước Campuchia từ rừng núi đến đồng bằng là có sương máu của chiến sĩ Việt Nam. Đây là thời điểm những người lính tình nguyện Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế. Đợt rút quân cuối cùng diễn ra vào năm 1989. Khó mà đo đếm được đã có bao nhiêu mất mát. Nhưng nhờ những mất mát đó mà đất nước Campuchia đã có thể hồi sinh và bóng ma diệt chủng đã bị xóa sổ. Không người dân nào xứ sở Chùa Tháp này có thể quên về sự hy sinh đó. Điều này một lần nữa được khẳng định trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Hun Sen cách đây 2 năm. Nếu mà không có các anh thì dân tộc Campuchia lúc này không biết đi đâu. Còn 2 tuần nữa là đêm mùng 7 tháng Giêng. Đây là một thời điểm tốt để tôi sang thăm chính thức Việt Nam và với cái thông điệp sự cảm ơn của dân dân Campuchia đối với Đảng, Chính phủ, quân đội và dân dân Việt Nam đã từng giúp đỡ dân dân Campuchia thoát khỏi chế độ Pol Pot và ngăn chặn không cho Pol Pot trở lại. Bốn mươi năm sau cuộc chiến tranh, mảnh đất từng bị cày xới bởi bom đạn đã hứa hẹn những mùa no đủ. Nhưng không ai quên những chuyện đã qua. Không quên không phải để hận thù, mà để trân trọng hơn cuộc sống hòa bình. Trong ngôi chùa Phi Lai, những bài kinh vẫn được niệm hàng ngày để cầu nguyện cho hơn 3.000 sinh linh được siêu thoát. Họ đã bị quân Khmer Đỏ cướp đi mạng sống trong hơn 30 lần xâm phạm biên giới. Trong đó, gần 300 người đã bị giết ở nơi cửa Phật này. Không ai xóa đi những vết máu loang trên tường suốt 40 năm qua để giữ chứng tích về một thời kinh hoàng. Đây là một cái vết máu là nó cái bàn tay của bà con khi mà chết quỷ xuống đó. Thì cái bàn tay đó là đặt trên vách tường rồi xỉu kéo xuống. Còn những cái vết máu mà loang theo vách tường này đó, thì trước đây là bà con nằm ở đây là rất là đông. Khi mình về đó là máu đã đặt rồi. Còn những cái vết máu trên này thì những người giữa đầu, nằm rồi giữa đầu, rồi nằm mình, thí dụ như chồng chất xác lên á, thì khi chết thì vết máu nó bám lên đó. Còn ở dưới nền á, thì nó len lên cỡ khoảng cỡ 3-4 phân. Nạn nhân trong các cuộc thảm sát ở Ba Trúc đều là tín đồ của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Giáo lý mà họ được dạy hàng ngày là phải làm điều thiện để nhận quả lành. Nhưng niềm tin đã không mang tới điều may mắn. Thật sự sau khi cuộc chiến tranh chúng tôi về là chỉ đi mà đi, chỉ đến thì đến, chứ cái tâm lý của con người thì hình như là đã mất hoàn toàn. Cái ký ức này không thể mà quên được. Ông Phong là người đã chứng kiến sự tang thương trên chính mảnh đất của mình khi gần 500 người bị hành quyết dưới gốc một cây xoài lớn. Cây xoài này đã không còn, nhưng những gì đập vào mắt thì không sao xóa được. Những cảnh tượng đó, ông
không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai. Thì thực tế vô tới đây thì gặp đó một đống nó cặp với bờ đó, là chồng đống với nhau, dài đây dài xuống tới ruộng nó dài lên đầu lỗ. Khu này là chết nhiều nhất nè, từ cái khu này nè, chồng đấy. Mà nhất là cái nó gom gần cái chân chỗ này là nhiều nhất. Đừng có gây chiến tranh hả, là cái gì đó, là nói chung là để là cuộc sống cho con cháu đời sau nó mai, mai sau nó thái bình nhé, cái gì. Những người đã sống sót sau các cuộc thảm sát cũng không muốn có thêm một lần đau đớn. Những viên đạn của Pol Pot đã không giết được bà Sương trong cuộc hành quyết tập thể dưới gốc cây xoài năm xưa, sau khi đã giết cả gia đình bà. Ôi trời, nè, cây xài. Một bộ phim về bà Trúc đang được lưu hành trên YouTube đã kể về câu chuyện đó, khi bà Sương mới là một đứa trẻ 11 tuổi. Tôi nè. Gặp lại mình, cảm xúc đã không thể kìm nén. Đây đúng là cái chỗ. Tối em xuống ngủ với ba em, tối 11 ngày bữa đợi cuối tháng. Trời ơi. Nhớ lắm. Ác lắm. Bên bót. Ký ức trong trí não cũng giống như vết sẹo trên cơ thể, chỉ có thể được xoa dịu chứ không thể biến mất. Ở trường tiểu học Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, những câu chuyện đau thương đã trở thành bài học lịch sử cho các em học sinh. Buổi làm đèn lồng chuẩn bị cho Tết Trung Thu cũng đồng thời là một tiết học ngoại khóa. Cô giáo Trung đã nhiều lần kể cho các em học sinh nghe chuyện về những giáo viên đã bị giết năm 1977. Đó là một ngày nghỉ, nhiều thầy cô giáo cố ở lại để vui Trung Thu với học trò. Nhưng Trung Thu năm đó đã không có niềm vui. Mỗi lần mà thầy cô hướng dẫn cho tụi con mà làm lồng đèn để chơi Tết Trung Thu thì lại làm cho các cô nghĩ tới, nhớ tới những cái ngày mà Pol Pot sang nó giết 11 thầy cô giáo của chúng ta. Một số người thì đã về đến dọc đường rồi, về nhà, lại quay lại trường để cùng đón Trung Thu với các em. Thì cùng dán lồng đèn, cũng hướng dẫn các em dán lồng đèn vậy nè. Cái tên của là thường là ánh trăng hòa bình. Chữ hòa bình nó cũng gắn từ những cái đau buồn đó. Từ những đau buồn đó thì nó sẽ có đau thương mất mát, cho đó là muốn những cái Trung Thu sau này sẽ là hòa bình, được các em tự do vui chơi thoải mái, không có xảy ra những sự việc đau thương như lúc trước nữa. Em trốn học một bữa, em không gặp mặt thầy cô, không gặp mặt cô Lan nữa. Tối hôm đó thì tụi Pol Pot nó vô, nó giết tất cả. Em hối hận lắm, em hối hận cái ngày hôm đó em không lên lớp học. Em cũng mong muốn làm sao mà cho cái mảnh đất này, cái nơi này mãi mãi là hòa bình, để cho các em nó được cấp sách đến trường học. Với các cựu chiến binh, không phải cứ kết thúc chiến tranh là không còn tiếng bom đạn. Những âm thanh đó đã găm sâu vào trí nhớ của họ, cũng giống như những chuyện chép trong nhật ký. Bao nhiêu con người, bao nhiêu hình ảnh trở đi trở lại đã thôi thúc ông Xuân Tùng viết cuốn hồi ký Chuyện lính Tây Nam. Viết như sự trả nợ một phần đời của mình. Phải viết ra thôi,
không có, không ai nhớ đến anh em tôi, không ai nhớ đến những người đã chết ở trên đời trong một cái cuộc chiến mà thậm chí lúc đấy cũng chưa ai nhắc lại. Trả nợ bằng một cuốn sách có lẽ là chưa đủ. Sau những nỗi lo cơm áo gạo tiền, 6 năm trước, lần đầu tiên ông đã trở lại con đường hành quân trên đất Campuchia. Mong muốn trở lại lúc nào cũng như một lời rục rã. Cuộc đi giống như là cuộc đi thăm lại, thăm viếng lại cái tuổi trẻ của mình, những cái biên độ khốc liệt của cuộc đời của mình. Thăm lại những chỗ anh em tôi nằm xuống, anh em tôi không về. Nó thực ra đây là một cái món nợ. Với ông Thọ, lời hứa với đồng đội vẫn còn đó. Sự day dứt vẫn còn đó. Khi liệt sĩ Quang Minh chưa trở về trong vòng tay gia đình, dù hai cuộc tìm kiếm đã được tổ chức, trở lại chiến trường vẫn luôn là một mong muốn thường trực trong ông. Có khi chỉ để thắp một nén nhang giải bày. Em chào anh. Nóng hoa đến thắp hương cho. Hôm nay em đến em. Mình thích hoa trắng mà. Qua đi tìm mua hoa huệ không có. Được chưa? Bảy bông à? Đang sắp sang cái chỗ cầu Tà Cưng, chỗ đơn vị mình coi như là chiến đấu và mày ngã xuống ở đấy, thắp cho mày một nén hương ở tại đó, phù hộ độ trì cho ta nhé. Đợt này em sẽ sang bên Campuchia, chắc chắn là em sẽ vào chỗ cầu Tà Cưng. Em sẽ thay anh thôi. Đặt mấy cái bông hoa để thắp nén hương ở đấy. Khi mà bố anh vẫn còn sống ấy, thì có một lá thư bố anh đặt ở trên bàn thờ. Bảo Minh à, Minh cứ yên tâm đi. Có thằng Thọ với bạn anh Lực ấy, ở trong đó thì sẽ đi tìm con. Vẫn để trên bàn thờ. Lúc đó ông đã không nói được nữa rồi. Ông bị bệnh ung thư, nằm ở viện Bạch Mai. Tôi có vào thăm ông. Lúc đó ông đem ông lấy cái phong bì, ông lấy cái bút dạ, ông viết rất to. Mọi các mong muốn của bác chỉ còn nhờ có cháu nữa thôi. Tôi hứa cháu còn có cái sức lực nào mà có thể tìm kiếm được Minh thì cháu sẽ hết sức cố gắng. Sự thôi thúc đã đưa hai cựu chiến binh cùng lên một chuyến xe trở lại Campuchia hồi tháng 10 năm 2018. Ở đó có thêm những người đồng đội của họ. Ông Trần Minh Chiết, một người lính sư đoàn 5. Tôi mời anh Chiết ấy, bởi vì chúng tôi hai thằng Hà Nội, một thằng Sài Gòn. Đây là coi như đủ cho coi như là một đại diện của một cái đất nước mình này, đất nước Việt Nam là cùng tham chiến bên đấy. Khi mà Tùng điện vào thì lúc đó mặc dù cái hoàn cảnh tôi cũng thời gian cũng eo hẹp, nhưng mà lúc đó tôi cũng nhận lời ngay. Nó có hai mục đích. Mục đích hồi tưởng lại những kỷ niệm mà tuổi trẻ mình đã trải qua, nhưng cũng có mục đích thứ hai là có những anh em nằm xuống không được về được, thì mình qua mình thắp một nén hương để mình tưởng nhớ những người đó. Ba cựu chiến binh sẽ tự kể về chuyến đi của mình, chuyến đi theo đường hành quân của tiểu đoàn 4, trung đoàn 2, sư đoàn 9, mà theo cách gọi của họ là hành trình để chạm tay vào ký ức. Thank you.
Tao lên thấy tao đây này, tổ thăm tam lên này, 40 năm bây giờ tao mới lên lên tháp cho mày ăn hương. Mặc dù lúc nào tao cũng nhớ đến mày thôi. Thôi, tao làm một chén rượu uống mày, mặc dù tao không biết uống rượu. Mình trả được một cái gì đó cho quá khứ. Cho nên trong suốt cái hành trình mà từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây, thực sự là tôi phải kìm nén rất nhiều cảm xúc. Mày vẫn thế. Tao xin được cái kèn con tao vào tao thổi cho mày thôi. Bây giờ thì mày suốt ngày mày ngửa mặt lên cái bầu trời ao tét vít của mày đấy. Bạn không biết nói gì nữa. Thế thôi. Mình nghĩ là nó cũng típ như mình. Với những bài hát như vừa rồi mình hát, những bài hát nó nhẹ nhàng, nó thuộc về trái tim. Nó con người, nó cho người ta một lối đi về, là cho người ta một cái điều là người ta đang có một cái phía đằng sau, cho người ta một cái hy vọng. Với những người ở hậu phương, người ta vẫn có hậu phương, người ta vẫn có bố mẹ, có người yêu, có bạn gái, có một cái thành phố nữa. Nếu mà mình nghĩ là như thế thì cuộc chiến ấy nó không vô nghĩa. Ngày 18 tháng 12 năm 1978, xe quân sự chở chúng tôi đi qua Gò Dầu Hạ, qua sông Bọc Cỏ Đông, vượt biên giới ở Mộc Bài. Thực ra là cái biên giới nó rất vô hình, nhưng mà đi qua cái là mình nghĩ là rất là đôi có một cái nó rất là tủi thân nữa. Đây 40 năm chúng tôi sang đấy, chúng tôi mờ mịt, chúng tôi không biết bất cứ một cái địa danh nào ở phía trước mặt mình. Sau 40 năm, mình biết rõ được là mình cần đi tới đâu, đi để làm gì. Mỗi địa danh đều mang lại những cái ký ức đặc biệt cho mỗi một người lính. Để đi vượt qua được cái địa danh ấy, nhiều khi mình phải trả bằng máu của mình. Này là cốc không? Tôi bắt đầu đánh từ ngã Ba Chi Phu đánh lên đây, mất coi như là đến từ 5 giờ sáng cho đến khoảng độ 9 giờ lên đến đây. Dưới gốc cây me ấy thì là tôi đã có cái trận đánh phòng ngự đầu tiên của cuộc đời mình mà dữ dội. Trung đội trưởng của tôi hy sinh ở tại gốc cây me đó, anh Nằm, Bùi Văn Nằm.
chiều ngày 5 tháng 1 thì chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi sang bằng tàu hải quân. Thành phố này là đúng là thành phố ma, không có một bóng người nào hết. Sau khi mình tiến vào Phnom Penh, tôi nghĩ là gần như là xong hết. Chúng tôi còn bắn súng lên trời cơ. Chúng tôi nghĩ là hòa bình rồi, thế là mình sống rồi. Thủ đô Phnom Penh đã hoàn toàn giải phóng, nghe trên đài nó nao nức lắm. Nó giống như là một cái sự khích lệ lòng người. Chúng tôi còn đang nghĩ là, thậm chí là nghĩ đến một chuyện là coi như để giành bộ quần áo mới cho một cái cuộc duyệt binh ở quảng trường, ở thủ đô. Anh em la lên là Phnom Penh giải phóng rồi, quân đoàn giải phóng rồi. Thì thực sự lúc đó, tuổi trẻ đâu có biết đâu, nghĩ rằng cũng giống như ngày 34 ở miền Nam, xong rồi. Tức là đã tránh kiếm được cái thủ đô là cuộc chiến này nó tàn rồi. Tất cả chúng tôi đều òa lên. Tôi nghĩ đấy là sự kết thúc rồi. Chúng tôi chuẩn bị về với mẹ rồi. Nhưng chỉ sau đó, một cái thời gian rất ngắn, là tôi hiểu ra là cuộc chiến vẫn tiếp tục. Và ngày lúc nào để kết thúc cái chặng đường hành quân của mình hầu như là tuyệt vọng. Ác liệt thực sự. Đấy chính là từ mùng 7 tháng 1 trở về sau, địch quân không bỏ chạy, không như thời biên giới nữa. Nó dùng xe tăng, pháo, cối đánh lại gần như một cuộc chiến tranh quy ước. Sư đoàn chúng tôi nói chung là hiểu biết rằng là đã bắt đầu một thời kỳ rất khó khăn. Đường quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 4, quốc lộ 1. Đối với các em phía Tây Bắc nữa thì là có đường 68, 67, 69. Đối với anh em phía Tây Nam ở Đậu Khấu thì có đường 56 vào khu 339, có đường 27 vào ga Romia, có đường 28 vào ga Cầm Ranh. Đấy, ở đấy thì không con đường nào là không thấm máu của bộ đội Việt Nam cả. Đấy, đại liên như gì nữa này, nhìn này, đặt nhọn. À ca đây chứ mấy kia nào, thấy ai hay bây giờ vậy? Đấy, trên toàn cái đạn từ hướng này bắn vào, từ hướng núi bắn vào hết. Xưa thì nó không rậm gì, nó không hoang tàn như thế này, nhưng mà tường ở đây thì lở loét hết những vết đạn như thế kia. Đây đây là những cái vết to, có thể là đạn lớn. Đây là cái toác. Vì chỗ này là đây một trong những cứ điểm nó nằm ở đây mà đánh bung cái ga này thì bắt đầu nó chạy lên cái núi đằng phía sau mình. Ở đấy rất rất gần với những thủ đô kháng chiến 1, thủ đô kháng chiến 2 của chủ lực quân Khmer Đỏ. Và đương nhiên khi mà đánh vào cái hang ổ cuối cùng ấy, thì đương nhiên nó là phải là con đường máu, phải là ác liệt rồi. Tôi quay lên Mobet là toàn bộ là lính của sư 5. Ga Su Phi là ga chốt đường, cho nên thường xuyên bị đặc công và bốt nó tập kích. Bên hướng này là cái hướng mà tấn công của sau khi đó, tấn công từ Phung Su Phi qua. Hướng này dấu đạn vẫn còn gì đó. Đây đây là một cái đầu đạn không? Nhiều khi đầu đó còn tống luôn. Găm chứ, găm nhiều chứ. Đây, là... đây đầu đạn đây, cậy ra được anh, thầy ơi. Đây. Không cậy được. Đặt đây đầu đạn đây này. Tôi đảm bảo ở đây là viên đạn này. Nói chung là toàn viên đạn hết. Trên chiếc tường, những đính đầu đạn thì cũng giống như trí nhớ của một thành cựu chiến binh. Những cái thời đánh nhau nhớ hoài. Hình ảnh của chiến tranh thì bao giờ cũng là những vết đạn trên tường, còn vết đạn ở trong tâm hồn ấy, nó gần như là một cái âm thanh nhiều bè của rất nhiều tiếng nổ, của rất nhiều tiếng khóc, của rất nhiều tiếng thét nữa, hoặc là những cái tiếng kêu của anh em bị dính mìn. Tôi bị mấy lần, một lần tôi bị vào tay, vào cằm, vào vai. Về vết sẹo nó cũng mãi rồi, nó cũng lành rồi mà. Nó chỉ để lại dấu ấn thôi. Nhưng cái mà nó gặm nhấm mình ấy, chính là ở trong ký ức, trong những đêm không ngủ. Toàn bộ cái dãy phố này bây giờ nó rất là như thế, không thay đổi. Trong nhà này toàn mùi mắm với cả mùi muỗi với cả đấy, có ai ở đâu. Đây là hôm là tôi từ sang bên kia này, tôi sang từ bên kia tới sang bên này, tôi nhận lần đầu tiên tôi nhận từ nhà đây 14 cái, vừa đọc cái dòng đầu tiên ngay là nó mắt chặt ngắn nó dài.
đối với tôi thì đấy là những khoảnh khắc xúc động nhất. Hóa ra là 3 tháng rồi rồi mọi người vẫn còn nhớ đến mình, mình vẫn không bị bỏ quên. Nó có cái gì đó nó tủi thân, nó riêng đó. Thậm chí mình còn phải ngửi cả thư ấy để xem có mùi gì, tức là nó giống như là vừa lạ nó vừa quen. Lúc đó mẹ tôi ốm, mẹ tôi ốm rất nặng, bà vẫn cố gắng viết thư cho tôi. Có nhiều lần mà nhận được thư xong rồi tôi chùm chăn khóc một mình, cảm giác là mình không gặp mẹ nữa. Đây tôi vẫn còn giữ lại được cái lịch của năm đó, 1978. Tất cả những cái sự kiện gì thì tôi ghi vào đây. Nhận được thư từ ngày nào thì tôi ghi vào đây. Đặc biệt có một cái bức thư của bố mình gửi cho tôi. Hà Nội chiều ngày 29 tháng 8 năm 1978, mến gửi cháu Lê Thái Thọ. Bác và Hoàng Minh Nguyệt là người yêu của mình nhé. Bác và Hoàng Minh Nguyệt đã nhận được thư của cháu ngày 28 tháng 8. Chả nói cháu cũng biết rõ nỗi đau thương của bác và gia đình như thế nào rồi. Đại đội cháu mất đi một chiến sĩ, dòng họ bác mất đi một đứa con đang tuổi hoa niên tròn 21 tuổi. Thật là buồn quá. Thật là buồn quá cháu ạ. Xúc động thì đưa tao đọc rốt rồi. Em có thắng khỏe rồi, thắng khỏe cũng chưa năm đấy. Bác nhờ cháu một việc quan trọng vì tình bạn chiến đấu. Cháu khi ăn dưỡng về cố nhớ phần mộ của Minh. Nếu như có bia thì tốt nhất để thăm Minh cho dễ. Và nhớ nói hộ cả đại đội, các chiến hữu của Minh rằng bố Minh và gia đình rất nhớ ơn các đồng chí đã chôn cất giữ gìn phần mộ của Minh thay mặt gia đình. Vì Minh khi còn sống có nói rằng không có gì ân hận trong thời gian đi chiến đấu, ngoài việc chỉ buồn nhỡ ra thế nào không gặp được gia đình. Qua cho mày một Tết hôm vừa rồi là đường nó lầy quá, xe không vào được đấy. Hai lần là đồng ý rồi đấy, còn nói gì nữa không? Năm vừa rồi tôi có lẽ là không quên được những người bạn. Tôi nghĩ tôi sẽ làm nốt cái nhiệm vụ mà tôi phải làm, đó là đi tìm hài cốt đồng đội. Nếu mà tôi làm được cái đó thì có lẽ tôi sống sẽ thanh thản hơn, giấc ngủ của tôi sẽ yên bình hơn. Khu vực này là cái khu vực phòng ngự của tiểu 3 trùm 1 phần 9. Đây cầu Tà Cưng đây. Mình ơi, những lời hứa của tao mày với cả thằng Long trước cổng của trung đoàn 36 sư 38, tao chỉ làm được có một nửa. 40 năm nay tao luôn luôn mong để đưa được mày về tổ quốc, nhưng bây giờ tao
ông không làm được nữa. Tao thấy bó tay rồi mẹ. Không có cách nào mà tìm được một cái phần nào đó. Mày ở đâu? Mày cho tao. Tạ lỗi. Tao không thể nào đưa mày về được. Tao chịu rồi. Minh ơi! Cái thùng nó coi là khúc bộc phát, cố lên. Hai tiếng Minh ơi, lúc đó tôi rợn người. Vô vọng thật. Nghĩ đến thì cái quan trọng là không lặp lại những cái vô vọng đó nữa trong tương lai. Tôi gọi nó để cho nó biết rằng là bạn bè không quên nó. Và nếu mà cái thể xác của nó không thể về được thì nếu nó có linh hồn thì nó theo xe về. Là những người lính có trách nhiệm với nhau, là một quân đội có trách nhiệm đối với những đồng chí, đồng đội của mình, thì tôi nghĩ là vẫn phải đi tìm. Chúng ta đi tìm cho những cái mất mát nó vơi đi. Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên chiến trường Campuchia. Công cuộc này thực tế đã được duy trì trong suốt 18 năm qua. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức tiễn hai đội K70, K71 sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ. K71 Tây Ninh là một trong những đơn vị thực hiện nhiệm vụ này. Mùa khô, những đợt ra quân bắt đầu. Năm nay, điểm đến của đoàn công tác là tỉnh Bản Ti Miêng Chây, cách biên giới gần 500 cây số về phía Tây Bắc. Phía trước của họ sẽ là 6 tháng hành quân liên tục ở địa hình rừng núi. Đại tá Lê Văn Mỹ là một trong số những người đầu tiên tham gia vào đội tìm kiếm. Ngay khi đặt chân tới địa bàn, các phương án đã sẵn sàng. Ngày mai chúng ta sử dụng lực lượng là đi trong đào tìm ngay cái khu vực này, là tổng cái số lực lượng chúng ta đi là 14 đồng chí, chúng ta đi hai xe mà đến tới ngay cái vị trí ngay cái ngã ba, thì sau đó là chúng ta là đi xe công nông vô khoảng là 7-6 cây mấy, gần 7 cây số là ngay vị trí mà cái thông tin là còn là hai mộ liệt sĩ ngày mai chúng ta tiến hành. Cái hành trình của chúng tôi là phải nói đi dọc sẽ ngang trên khắp cái chiến trường Campuchia, đặc biệt là chúng tôi là được là phân công nhiệm vụ trên địa bàn xuyên suốt của 3 quân khu, quân khu 2 và quân khu 4, quân khu 5. Mỗi năm, các cuộc tìm kiếm chủ yếu là hành quân bộ, nhưng càng đi về phía trước, địa hình càng chắc trở. Đây vẫn chưa phải là chuyến đi gian khổ nhất và hiểm họa lớn nhất vẫn còn đang nằm sâu dưới các tán rừng. Vẫn còn nhiều con đường kinh khủng hơn nữa. Mặc dù là đường đã xấu, nhưng mà còn nhiều nơi là còn xấu hơn nữa, khó đi hơn nữa, kinh khủng hơn nữa, hiểm trở hơn nữa. Hiểm họa là bom mìn còn sót lại là của các thời kỳ chiến tranh ở cái huyện này rất là nhiều. Mong các anh cũng phù hộ để cho anh em là sớm phát hiện gặp để đưa các anh về quê. Vượt qua mọi trở ngại, chuyến đi hôm nay đã nhanh chóng có kết quả. Nhưng có vẻ như không được như kỳ vọng của người chỉ huy đội tìm kiếm. Bởi hài cốt liệt sĩ đã không còn nhẹ vẹn, không có chút manh mối thông tin nào về những người đã nằm lại tại đây. Chủ đất này ông nói là lúc ông cài gặp cái hài cốt bị bung lên là cách đây đã 3 năm rồi. Cho nên trong 3 năm thì 3 đợt trồng mì.
thì máy cày nó cày qua cày lại, ông cũng nghĩ rằng chắc cũng không có một lực lượng nào hoặc người nhà người thân nào của hài cốt vào lấy, cho nên là ông cũng không có thu gom xương cho. Đa số là ở đây là trong cái vùng hiểm trở, nó giáp biên giữa Campuchia và Thái Lan. Hầu như ngày xưa không có dân ở trong này nhiều, đa số là không có thông tin, không có danh tính là nhiều. Tất cả mọi thứ đều được quy tập và được dành sự trân trọng. Khoảng một tháng nữa, di cốt của hai liệt sĩ sẽ được đưa về nước, đúng vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng sẽ chưa ai được gọi tên với những thông tin ít ỏi thế này. Trên bia mộ sẽ chỉ có năm hy sinh 1984. Và người ta biết rằng đó là những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Mình tìm kiếm được là thi hài hài cốt liệt sĩ mình đưa về, đó một cái điều mà trước mắt là cái sự vui sướng vui mừng của chúng tôi đó. Thì không có gì đổi được, nhưng trong cái rai rứt là phải trả tên là liệt sĩ để cho thân nhân. Cũng không phải chuyến đi nào cũng cho kết quả. Ví dụ như cuộc tìm kiếm ở huyện Ô Chợ Râu, người dân khẳng định có 3 liệt sĩ đã nằm xuống ở đây. Nhưng ở cả 3 địa điểm cất bốc đều không thấy một manh mối nào. Những lần không có kết quả như thế này đang ngày một nhiều lên, nhưng không thông tin nào được bỏ qua. Có khi là một thông tin chúng tôi đào là 4 năm lần, 10 lần có. Rồi năm nay đào không có thì năm sau tiếp tục vô để xác minh lại thông tin đó, là tiếp tục là cái đợt sau chúng ta làm tiếp. Cứ đào lên lắp xuống như thế. Có thông tin là 2-3 năm chúng tôi mới lấy được. Tôi cũng là nghĩ là bao nhiêu người là ở sau lưng tôi là đang mong đợi tôi ở bên đất nước. Chờ chúng tôi từng giây từng phút để là nắm cái thông tin để là cho người thân. Để mình về, mình đưa là thân nhân của người thân đưa về quê. Lễ viếng các hương hồn liệt sĩ bắt đầu. Ba mươi năm sau khi cuộc chiến kết thúc, vẫn đang tiếp tục có những cuộc trở về. Không gì hạnh phúc bằng những phút giây những đứa con Việt Nam được trở về lòng đất mẹ. 18 năm qua, riêng đội K-71 Tây Ninh đã tìm thấy và mang về an táng gần 4.000 hải cốt liệt sĩ từ đất nước Campuchia. Sẽ vẹn tròn hơn khi đón họ về có thêm vòng tay của gia đình.